Ok. Sẽ chia sẻ bằng cái mình chỉ có quay cái màn hình thôi, bằng trực tiếp bằng bằng Facebook luôn, chứ mình không dùng qua trong không gian nữa. Mọi người có thể bị lag không nhỉ? Đây các cái cử chỉ cử động của mình không phải có lag không, nếu mà mọi người comment lại nhé, comment giúp mình xem là có bị vấn đề gì không nhé, để biết xem là có ok không. Cái livestream bằng mặt thì rất là dễ, mình cũng thử xem chưa. Ok, có bị vấn đề gì không nhé. Ok rồi, thế thì mình live stream bằng cái này nhé, không nhìn mặt nhìn mũi gì nữa cả. Nhìn mặt mũi chán rồi. Ok, nó bắt đầu luôn nhé, đỡ mất thời gian của mọi người. Thì đấy, mình cũng chia sẻ với mọi người là mọi người như vừa mình nói ở phần trước ấy, là mọi người nên dùng cái chương trình view này. Tại sao? Bởi vì ở đây là các bạn ở ngoài cái trang chủ của các bạn ấy, thì nó không chỉ cái chương trình view này, nó không chỉ giúp cho các bạn là trong cái việc các bạn là nhận các tín hiệu, xem đồ thị, xem chat rồi phân tích đâu, mà nó sẽ chia, ở trên này nó có cả cộng đồng luôn. Thì các bạn lưu ý là ở đây nó có rất nhiều cái, ví dụ như đây, đây nhiều cái tác giả, những cái người mà chuyên gia ở thế giới, những bài phân tích mà được nhiều người like, giống như kiểu Facebook nhiều người like và share, thì nó xuất hiện lên trên những trang chủ này. Ví dụ đây chẳng hạn, những cái phân tích này của Bitcoin chẳng hạn, đây là một tác giả, đây có nickname như thế này, đây những cái phân tích của họ đây, thì Bitcoin nó sẽ nói luôn đấy các bạn là cặp nào, và trong đây họ sẽ phân tích. Mình sẽ bấm cho các bạn vào đây nhé. Một số bạn biết rồi nhưng mà nghĩ là một số bạn cũng không để ý lắm, mà các bạn các bạn rất nhiều thông tin ở trên này. Đây ví dụ như đây ạ, thì đây là một cái bài phân tích của một người mạng đấy, họ phân tích tức là họ sẽ xác định cho các bạn vùng hỗ trợ kháng cự các tín hiệu này, rồi các vùng đâu là hỗ trợ đâu kháng cự, rồi tín hiệu tiếp theo như thế nào, và họ phân tích ở dưới này. Đây là những người họ biết phân tích kỹ thuật thực sự, thì những người phân tích kỹ thuật họ phải là những người đưa ra những cái tín hiệu như cái những cái phân tích như thế này thì mới là những người phân tích thực sự. Còn nếu những ai mà không đưa ra được những cái phân tích, những cái lập luận logic như thế này, mình chưa nói là kết quả đúng hay sai, nhiều cao thủ như này lắm, họ được like, họ được lên top 1 pro hay họ được rất nhiều, nhưng mà chưa chắc họ đã phân tích 100% là đúng, nhưng mà được cộng đồng đánh giá rất cao, bởi vì họ đưa ra những phân tích rất là logic và mình học hỏi rất nhiều. Đây là những cái mà mình nghĩ là các bạn nên nên mua cái tài khoản này, cũng như là theo dõi những cái người trên này. Đây là những rất nhiều người cao thủ. Vậy thì mình thấy nhiều người ấy là lấy những cái kết quả phân tích ở trên này rồi về chém gió thì trở thành những thằng thầy. Rất nhiều người đơn giản là các bạn muốn trở thành thầy, các bạn đơn giản đấy các bạn, mình chỉ cho các bạn một cách mẹo thôi. À thôi, lát cuối buổi có thời gian mình chỉ sau, mình chỉ sau cái mẹo vui thôi. Đấy thì bạn học rất nhiều thứ trên này, nó phân tích rất nhiều, không chỉ có là về những cái Bitcoin và đồng neo, nó rất nhiều cái mà chia sẻ, những các bạn có thể xem tham khảo được để mình đưa ra quyết định. Ở ngoài ra thì nó có một cái công cụ rất hay mới có của TradingView là phần Cryptocurrency Signal Finder, tức là nếu các bạn biết phân tích kỹ thuật rồi thì các bạn sẽ biết là sẽ rất nhiều các chỉ báo các bạn có thể đưa ra quyết định, đúng không? Các bạn quyết định. Thi thoảng mình sẽ chuyển sang cái màn hình Facebook nhé, để mình xem lượng theo dõi cũng như là cái tương tác của mọi người như thế nào nhé. Ok, không có vấn đề gì để mình biết. Vẫn lag, chắc là do mạng rồi. Mạng nhà mình thực sự là mình lắp cái gói rất là cao, nhưng mà không hiểu sao hôm nay nó bị giật. Ok, mình cứ thu nhé. Xong rồi nếu mà trong quá trình mọi người bị lag thì chịu khó một chút, họ cũng có thể xem lại video cũng được. Chúng ta không thể thuyết phục khác nếu mà dùng mạng mà chịu thôi. Ok, tiếp tục là ở trong cái trading view này nó có một cái công cụ đây các bạn, đó là chủ screener đây, thì nó ra cái phần crypto signal và finder đây, thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó có rất nhiều các cặp tỷ giá về crypto, rất nhiều các cặp ở đây, nó có ký hiệu đây, và ở đây nó có những công cụ lọc rất là nhiều. Đây là lọc theo ADX, lọc theo ATR, rất nhiều cái mình thực sự mình không biết luôn,
mình không biết, không thể nào biết được hết tất cả các cái indicator để dùng như thế nào cả, rất nhiều CGI này, ACD này, ACD có rất nhiều loại này, rồi RSI stock, rồi cái momentum này, rất nhiều cái đấy, rất nhiều cái chỉ báo các bạn có thể vào đây lọc, nó có rất nhiều cái chỉ báo. Vậy thì ví dụ như các bạn muốn biết những con nào có chỉ báo RSI trên 30 chẳng hạn, hay là dưới 30, hay là trên 70, dưới 70, thì các bạn có thể vào đây các bạn lọc, các bạn chỉ chọn cái RSI này thôi, các bạn bấm vào đây chẳng hạn, filter các bạn giá trị ấy, mình muốn lọc những con mà có giá trị dưới thì ngạn below ở dưới đi nhé, dưới 30 đi. Ok thì nó ra đấy, thì đây tất cả những con này là những con mà có cái RSI nó chỉ báo dưới 30 đấy các bạn hiểu không? Vậy thì nếu các bạn cái công thức của đấy tùy bạn, đấy cái việc nó chỉ giúp đọc thôi nhé, còn cái việc công thức của bạn là các bạn công thức là dưới 30 là mua, trên 30 à, trên 70 là bán hay thế nào đấy thì tùy các bạn, nhưng mà nó giúp lọc cho các bạn trong cái việc đấy là thị trường những con này là những con mà có RSI 14 dưới 30, tức là nó vùng dưới là có bán. Thì đấy ví dụ như các bạn, nếu các bạn đây là một những cái chỉ số mà thường mọi người nói đến là nó dưới phần quá bán là mình mua, thì các bạn có thể vào đây lọc và xem biết là những con này là những con mà đang quá trình tăng đấy như thế. Vậy thì cái này nó không, cái review này nó không chỉ cung cấp cho các bạn cái việc là cung cấp chart mà nó còn cho các bạn một cái những cái thông tin, những cái idea, đây là rất nhiều cái trong này, các bạn có thể xem trong này rất nhiều thứ. Và quay trở về, ok quay trở lại, đợi một chút mình xem là cái lượng tương tác mọi người thế nào. Đấy vậy thì các bạn sau đấy các bạn sẽ chỉ vào, các bạn muốn vào chắc bạn có một cái thôi, vào cái phần của mình. Đúng là mạng mình có vấn đề thật, mạng mình có vấn đề nó hơi lag một chút. Vậy thì khi các bạn vào cái phần chắc nó sẽ ngay thôi, không có gì cả, nó chỉ sơ bộ như thế này thôi. Vậy thì sau đấy mình sẽ hướng dẫn các bạn là đọc những cái indicator này là như từng cái một là như thế nào. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái đầu tiên cơ bản nhất mà mọi người biết lên, và cái này là cái mình nghĩ là quan trọng hơn tất cả những cái indicator kia. Nó là một cái đơn giản thôi, đấy là cái xu hướng và đọc nến giá. Các bạn lưu ý là không phải là các bạn đọc theo kiểu là đây mình sẽ có một chương trình, mình sẽ có một cái bài lý thuyết dạy cho các bạn rồi. Thì đây mình sẽ nói cái cơ bản nhất mọi người ai cũng biết, gần như mọi người ai cũng biết, mình sẽ nói lại cũng như là mình sẽ hướng dẫn lại một số bạn nếu bạn chưa biết, chưa quan tâm đến cái này, mà nên biết là nến giá ở trong này, cái nến mình gọi là cái nến Nhật đi, mình gọi là nến Nhật, thì nó cấu thành bởi hai bộ phận chính. Các bạn nhìn dung ra đó là hai bộ phận chính. Bộ phận đầu tiên của nó ấy, đây bộ phận đầu tiên của nó là mình có thể gọi là cái thân nến, nó có thể thân nến xanh hoặc thân nến đỏ. Và thứ hai của nó là cái gọi là một cái vùng mà gọi là cái râu nến đi, mình gọi là râu nến đi cho nó dễ hiểu, vì nhìn nó giống như cái râu. Vậy thì cái râu nến nó hiển thị điều gì? Thứ nhất là cái nến này nó hiển thị bốn nội dung tất cả, à năm nội dung tất cả. Thứ nhất là cái mỗi một nến này là một phiên nhé, các bạn có thể phiên có rất nhiều phiên, phiên 1 phút, phiên 5 phút, 10 phút, phiên 2 phút, phiên 3 phút, nói chung tất cả các phiên đấy nó đều gọi là một phiên nến, tùy các bạn phiên, các bạn xét là phiên nào thì nó đều có một cái nến ở đấy cả. Thì lát mình sẽ nói là tại sao cái nến này là quan trọng, và mọi người thường bỏ qua những việc mọi người chỉ xem là à ok thế nào là nến giá mở cửa đóng cửa là kết thúc việc đấy. Cái việc đấy mọi người dừng lại như đấy, mình nghĩ là một sai lầm cực kỳ lớn trong việc đấy, bởi vì các bạn phải hiểu rõ bản chất của cái nến này nó là như thế nào thì các bạn mới có thể chơi được, mới có được xét đến cái việc làm dùng như thế này. Cái đầu tiên các bạn phải đọc nến này, thì mình sẽ tích qua là cái nến này thì nó có cấu tạo bởi cái râu nến, các cái thân nến như này. Vậy thì cái điểm cao nhất của cái nến này ấy, cái râu này này chính là cái giá, đây chính là cái giá, đây cái điểm này chính là cái giá cao nhất của cái phiên đấy nó có được. Và cái điểm thấp nhất của cái này là cái điểm thấp nhất của cái phiên có được. Ví dụ như mình mở cái phiên 1 tiếng này chẳng hạn, thì cái phút đầu tiên, giây đầu tiên xuất hiện, tiếp theo lại mình quên mất là nói cái phần thứ hai là cái phần ở cái phần cái thân đến này là cái phần đóng cửa, và nó sẽ xác định cái phần giá đóng cửa và giá mở cửa. Mình ví dụ cho các bạn nhé, là
nếu như cái giây đầu tiên các bạn xuất hiện giá của nó là 1 thì nó chỉ là một cái gạch đường gạch ngang thôi, đúng không các bạn? Là một cái đường giá ở cái phần chỉ giá 1. Trong cái quá trình đấy giá nó sẽ đi lên đi xuống rất là nhiều lần. Giá nó đây mình sẽ vẽ ở đây cho nó dễ hiểu này. Cho nó dễ hình dung này. Khi ở cái giây đầu tiên giá sẽ có một cái ngang như này, đây là cái giá 1, đúng không các bạn? Thì giá trong cái phiên đấy một tiếng trời nên là giá sẽ lên dao động rất nhiều, giá nó sẽ lên, giá sẽ xuống, có thể lên như này. Có thể xuống như này, có thể tiếp tục lên xuống này. Đấy. Và nó sẽ đi lên xuống này, liên tục như này trong một tiếng trời. Đến kết thúc một tiếng, nếu mà giá nó kết thúc ở phần nếu kết thúc đây, đây như này. Thì tức là các bạn hình dung là đây là cái giá đóng, đây là cái giá mở cửa đúng không ạ? Là cái giá đầu dây đầu tiên. Đây là cái giá đóng cửa. Thì cái nến của nó sẽ hình thành như này các bạn. Đây là cái giá cao nhất của cái phiên đúng không? Cái nến hình thành như này, mình sẽ em cái đường cái cao nhất từ trên xuống dưới này như này. Đóng mở cửa đây, vậy thì cái nến sẽ hình thành như này. Đúng không ạ? Thì đây là cái nến đỏ. Tại sao cái nến đỏ? Bởi vì cái giá mở cửa nó cái giá đóng cửa nó thấp hơn cái giá mở cửa. Tức là cái tương lai của nó giá thấp hơn, vậy thì đây là cái nến đỏ, giá nó có chiều hướng là nó đang từ đây nó giảm xuống đây. Trong quá trình này nó lên xuống, vậy thì cái quá trình một tiếng nó đi lên rất là nhiều, các bạn hình dung không nhiều. Vậy thì trong một tiếng của nó các bạn, nếu bạn vẽ nến như này, nếu bạn vẽ một cái nến một tiếng ra thì đơn giản nó chỉ như này thôi, nó chỉ đơn giản là cái hình một cái thân này như này. Nhưng các bạn hình dung là ở trong này nó có rất nhiều cái nến nhỏ, các bạn sẽ biết là trong này nó có rất nhiều những cái nến nhỏ đây, cái nến đây, cái nến đây, rất nhiều những cây nến ở trong này. Cái nến 5 phút, cái nến 30 phút, nó có 2 cái nến 30 phút trong này, nó có. Nếu bạn chỉ nghĩ đơn giản nó chỉ là một cái nến 1 tiếng, nó có 2 cái nến 30 phút thì cái việc gộp lại không thôi thì việc đấy ai cũng biết cả. Nhưng mà các bạn phải có cái logic giữa tại sao có 2 cái nến 30 phút này nó tạo ra một cái nến 1 tiếng này và 4 cái nến 15 phút nó tạo ra cái nến 1 tiếng này. Và trong 4 vậy thì các bạn dùng cái nến này nó trong 16. Các bạn dùng không? Vậy thì nếu các bạn mở cái nến một tiếng ra thì các bạn chỉ nhìn thấy một cái nến thôi, nhưng thực ra ở trong này cả một sóng như này, nó giống như thế này đây, các bạn hình dung nhé. Cái sóng giá của nó, nếu các bạn chỉ mở một phiên lớn thì các bạn chỉ nhìn thấy là giá đi lên đi xuống, đi lên đi xuống như này. Ở đây là từng cái nến một sóng một, nhưng các bạn lưu ý là trong quá trình đi lên từ 1 đến 2 này của nó, từ cái điểm này đến điểm này của nó thì nó không chỉ có một đường thẳng, nó đi lên, giá đi lên liên tục. Nên các bạn phải lưu ý rằng là trong quá trình đi lên này nó sẽ có những cái sóng rất là nhỏ trong này, lên này xuống này. Nếu mà nhiều bạn mua ở cái điểm này, ví dụ như nhiều bạn mua ở cái điểm đánh này, sau đấy thì giá nó, ví dụ như các bạn mua ở điểm đây nhé, ví dụ các bạn mua ở đây, cái điểm nhỏ nhỏ này, khi bạn mua giá nó lập tức nó đi xuống thì các bạn lo sợ là nghĩ là nó đang đao xuống. Nhưng mà các bạn phải xác định rằng là cái điều chỉnh này nó chỉ là điều chỉnh để nhỏ để đi lên này thôi. Vậy thì các bạn hình dung không, thì trong những cái sóng lớn này nó có những cái sóng nhỏ rất nhỏ ở trong này. Đây là quá trình đi xuống từ một từ đỉnh này xuống đỉnh này, nó xuống nhưng nó ở trong này nó vẫn có những nhịp đi lên. Vậy thì nếu từ một điểm A đến một điểm B này không thể nào đi một cái đường thẳng kéo từ dưới này lên trên được, mà nó phải có cái việc là nó sẽ đi lên rồi đi xuống, đi lên xuống rất nhiều những cái này. Đây là cái nến 720 phút. Vậy thì cái nến này là đến 720 phút nhá, như trong này có rất nhiều những cái nến rất là nhỏ trong này, nến 5 phút, nến 1 tiếng, đến 2 tiếng trong này rất là nhiều. Các bạn hình dung không? Rất nhiều những cái nến trong này, vẫn nhiều sóng ở trong này. Quá trình từ đây đến đây mình nghĩ là nó, nếu mà tính cái nến nhỏ đó thì rất nhiều sóng. Đây mình ví dụ cho các bạn nhé. Cái bài này là cái bài hết sức là quan trọng. Nếu ai bỏ qua cái bài này thì thực sự là nếu mà các bạn xem không hiểu bản chất của vấn đề của bài này thì mình nghĩ là những cái phần sau các bạn dù có học giỏi như bây giờ mấy, các bạn cũng không thể nào các bạn hiểu hết đâu, không thể nào chơi được đâu. Các bạn lưu ý là đây nhé, ví dụ ở cái nến một ngày thôi nhé, đây cái bài sóng này rất quan trọng nên là mình phải chi tiết các bạn. Ok, các bạn nhìn mấy sóng đây, nếu các bạn có thể nhìn thấy 2 sóng, nếu mà đây 1 sóng đúng không, đây 1 sóng và đây đang 1 sóng đúng không. Ok, vậy đây là đang mấy sóng, đây là có 1 đỉnh 2 đỉnh và đây các có thể là ngày thứ 3 đúng không? Nhưng các bạn từng để cái nến 12 tiếng là từ 6 tiếng 4 tiếng đi. Rồi thấy các bạn thấy nhiều. Rõ người.
quá trình lên đi xuống của nó đó, các bạn thấy không? Nhìn đây, các bạn đã thấy là có quá trình, đây là cái sóng của nó chưa? Rõ ràng chúng ta vẽ ở cái nến một một ngày một d nhé, một ngày nhé, thì các bạn thấy đây chỉ là một sóng luôn, nhưng trong đây các bạn vẽ được mấy sóng? Một, hai, ba, bốn, năm sóng, đúng không? Các bạn cái năm sóng liền. Vậy thì nếu các bạn mua ở đây, giá đâm đây bạn lo, các bạn nghĩ là nó đi xuống, nhưng thực ra đây mới chỉ là cái sóng đầu tiên của cái nến một ngày thôi, nó còn một cái nến khác nữa, một cái sóng tiếp theo nữa đây. Đây như thế, đây có mấy sóng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, để nó nhỏ 7 cái. 7 cái, 7 cái nến, 7 cái sóng trong một cái sóng lớn này. Đấy như thế, 1, 3, 4. Nếu mình mở cái nến 1 tiếng là mình còn nghĩ là nó còn 3 phút, nó còn nhiều hơn nhiều nữa. Đấy, đây là chính là bản chất của vấn đề của nến. Các bạn phải hiểu được là nó có sóng trong sóng. Và khi các bạn logic được những cái sóng này thì mình nghĩ là cái cơ hội mà các bạn thành cao thủ chơi thì nó rất đến gần, nó rất là nhanh. Cái đấy khó nhất là cái đấy, mình nghĩ khó nhất là cái key của cái bài hôm nay của mình ấy, là chính là ở cái chỗ là các bạn phải hiểu được bản chất của những cái sóng này, hiểu bản chất của những cái khung giờ thì cái máy các bạn mới có thể chơi tốt được. Lúc đấy chúng ta có thể phán đoán được là tương lai nó như thế nào. Đấy là cái bản chất của sóng, thì các bạn lưu ý như thế. Đây thì mình có một số các cái, đây mình sẽ nói lại các bạn, đây biết lại như thế. Vậy thì các bạn sẽ hình dung là, vậy thì nến như này đúng không? Vậy thì đây là giá mở mở cửa, đây đây là giá giá đầu phiên, đây là giá đóng phiên, thì nó là tạo thành nến xanh tiếp theo. Vậy thì cái phiên tiếp theo của nó chính là cái giá đóng cửa của phiên trước, là chính là cái giá mở cửa của phiên sau thôi. Thi thoảng nó có sự chênh lệch về giá, bởi vì trong cái một giây, tích tắc một giây đấy, hay là tích tắc một cái phiên đấy, nó có sự biến động mạnh thì nó có sự biến động, nhưng đa phần là nó sẽ cái đóng cửa hôm trước sẽ là đóng cửa của phiên trước sẽ là mở cửa của phiên sau, và tiếp tục như thế. Đây đây chính là cái mình vẽ lại, mình hướng dẫn lại cho mọi người biết thế nào là nến, mọi người có thể xem này. Thì đây là những cái cơ bản của mình ghi lại thôi, là các bạn sẽ lưu ý cái giá đầu phiên, giá cuối phiên, để biết được là đâu là cái giá khi vẽ trend mình vẽ qua đâu, rồi mình nhìn vào đâu. Mình cái này, cái màn hình này thì các bạn có tự đọc nhé, mình không có đọc lại nữa, thì các bạn có thể xem lại, xem trong này không vấn đề gì cả. Thì cái lưu ý cái sóng là như thế, thì nó có lên sóng lên xuống như thế. Vậy thì các bạn phải biết là mình đang ở đâu trong cái đồ thị này. Sóng luôn luôn nó đi như này, các bạn lưu ý một điều là thị trường nó luôn luôn giá, các bạn lưu ý là giá sẽ lên như này và đi xuống. Đây chính là một sóng đúng không, các bạn hình dung không? Đây là một sóng. Cái sóng này nó có thể dừng ở đây, tức là như thế nào, tức là đây điểm A, điểm B, mình tạm gọi như thế nhé, điểm C. B và C. Ok, giá lúc nào như thế, có thể điểm C này nó sẽ phải thấp hơn đây. Nếu nó thấp hơn điểm A này, tức là cái chiều hướng đi xuống đúng không các bạn? Nếu điểm C nó ở đây thì các bạn sẽ thấy là một điều là nếu điểm, tức là nếu cái điểm C này nó nằm phía dưới này ấy, thì tức là đây là một cái đà nó đi xuống. Còn nếu mà nó chỉ là dừng ở điểm đây thôi ấy, thì nó sẽ có một cái điểm tiếp theo nó lên như này, này đúng không? Đó, nó cứ lên như này, còn nó xuống thì nó lại xuống ngược lại này. Đó, nó xuống thì cái điểm tiếp theo của nó này, cái điểm cái đáy tiếp theo của nó này này thì nó phải thấp hơn cái đáy của cái đáy A này. Luôn luôn nó nối những con sóng với nhau, lúc nào cũng thế, nối những con sóng với nhau. Nhiều người không hiểu được bản chất của vấn đề đấy, không hiểu được bản chất của cái việc sóng như này, giá từ đây đến đây, đến đây. Chúng ta phải biết là chúng ta đang đứng ở đâu trong cái bài toán tổng thể của cái sóng này, chúng ta đang đứng ở đâu. Khi chúng ta biết chúng ta đứng ở đâu, chúng ta mới có phương án chơi được. Sóng lên hay xuống đều có thể chơi được, nhưng mà chúng ta phải biết chúng ta đứng ở đâu trong vị trí đấy. Thì các bạn phải hiểu bản chất vấn đề như thế. Để mình qua mình xem có vấn đề gì không.
Mình vẽ thì nó quan trọng là cái kiến thức thôi, mà vẽ vẽ nhìn được rồi. Ok, vậy thì các bạn phải hiểu nó như thế nhé, là sóng nó như này. Nhiều người nói đây là cái gì, mô hình tam giác tam giá thì đấy chẳng hạn, mình nghĩ là nó cũng chỉ là sóng thôi, sóng lên này đó. Ok, nếu mà vẽ thì đây nó là tam giác thật đây. Thì đây là cái sóng, mình nói qua cái sóng như bạn, mình chưa nói là lên lên xuống hay chưa nói về xu hướng, thì mình class sẽ nói về xu hướng sau, thì các bạn sẽ biết nó là cái xu hướng như thế nào, làm sao để xác định một xu hướng. Cái này, cái bài này thực ra mình đã chia sẻ cái đây nửa năm hay một năm, hơn một năm, hơn nửa năm rồi, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ lại, bởi vì mình muốn sâu chuỗi lại mình thành một series bài cho nó thật là hoàn chỉnh. Thứ hai là mình muốn cho nó những người nào chưa nghe thì nghe cái phần này, cái phần này thực sự là nó rất quan trọng. Mình nói một điều là rất quan trọng, các bạn đừng có coi thường cái vấn đề sóng này, các bạn đừng có việc mày mò học là indicator đi rừng có MACD hay là Bollinger Band hay là Ichimoku, tất cả những cái đấy nó đều là vô nghĩa nếu như các bạn không hiểu bản chất vấn đề của cái này. Mình khẳng định một điều là tất cả mọi thứ kiến thức của mình nó xuất phát từ cái này, từ những cái logic, từ cái lập luận, từ những cái phán đoán của mình, nó từ cái sóng này mà ra, từ những cái đến giá này mà ra, những cái cơ bản nhất trong thị trường, trong cái phân tích kỹ thuật chính là những cái khó nhất và cũng như là những cái key nhất ở trong cái phân tích kỹ thuật này. Nếu bạn lưu ý cái điều đấy, mình nhắc đi nhắc lại, các bạn lưu ý cái điều đấy. Ai hiểu ra vấn đề rồi, ai hoặc ai biết rồi, họ sẽ biết là cái đấy nó có, nó mới là cái key của mấu chốt của vấn đề, chứ không phải những cái indicator kia. Những cái indicator kia ấy, các bạn hình dung là nó giống như là nó giống như là những cái vũ khí cho các bạn. Đấy, mình nghĩ vũ khí. Nếu một người biết võ rồi, một người biết người một có người có nội công rồi, có quyền cước rồi, thì họ sẽ lựa chọn những cái vũ khí nào phù hợp với họ hơn. Nhưng mà bản chất của họ là họ biết võ rồi, họ có nội công rồi. Các bạn hình dung ra được không? Còn nếu các bạn cứ nhăm nhăm đi chọn những cái vũ khí tốt, những cái nhưng mà kể các bạn có chọn dùng súng hay dùng dao dùng kiếm, bạn rất là sắc bén là hiện đại, nhưng các bạn không có nội công, bạn không biết cách dùng, thì nó cũng thành vô nghĩa cả. Nó chỉ là những cái công cụ cho các bạn mà thôi. Còn bản chất của nó phải từ cái logic của bạn, mà logic thì nó phải từ những cái sóng này, những cái nến này. Rất nhiều mình nghĩ khi nào mình, nếu mình có mở một cái lớp nào đấy, mình có truyền đạt lại cho lớp mình, thì mình sẽ tiết lộ cái bí mật là nó logic như nào, mình sẽ nói cái công thức logic nó như thế nào. Chứ còn bây giờ mình chỉ có thể nói cho các bạn là bạn lưu ý ở đây, và nó có sóng lên sóng xuống này, lên trong lên có xuống mà trong xuống có lên, nghe nó như là tiểu thuyết kiếm hiệp vậy, nhưng mà thực sự nó là như thế. Ok, vậy thì đấy là sóng, các bạn lưu ý sóng. Tiếp theo là cái về xu hướng, mình sẽ mở cái giáo trình này cho nó đỡ bị lag. Cái vấn đề xu hướng, vậy thì cái vấn đề xu hướng tức là như nào? Xu hướng tức là một cái trend thôi, tức là một cái trend giá lên hay giá xuống. Đây, vậy thì mình nói luôn là một hướng uptrend như nào, mình sẽ có cái hình này mình nói luôn cho nó đỡ bị mở. Thì các bạn hình dung là khi các bạn nối tất cả những cái đáy của những cái sóng này lại với nhau, mà từ hai điểm trở lên nó chạm vào nhau tạo thành đường thẳng ấy, ba điểm nó kết nối nhau thành thẳng giống như thế đây nhỉ, một hai ba bốn, bốn cái đây, đây đây những cái sóng nhỏ nhỏ này, còn năm cái chẳng hạn, thì đây là một cái trend, đây là một đường trend, là trend tăng, tức là giá của nó sẽ luôn luôn nằm trên cái đường trend này. Các bạn hình dung là đi lên liên tục trên này nó có xuống, nhưng mà dù xuống đấy thì nó cũng nằm trên phía trên đường đường đường, đường, đường trend này. Cái trend này nó sẽ càng ngày càng tăng, giống như thế thì gọi là trend tăng. Thì ở đây trong trend tăng này nó lại có một trend tăng khác, bạn nhìn đây không, chỉ có nằm trên giá này, mà nằm cái giá tiếp theo còn tiếp tục nằm trên đường trend đây, một điểm hai điểm, các mũi tên mình chỉ đây, đây chính là những cái đường, những cái đáy. Vậy thì đây nó là một đường trend rồi, vậy thì giá đến đây nó có một trend tăng tiếp. Vậy thì trend tăng này, trend tăng, trend tăng hai, trend tăng hai mình gọi là trend tăng con của trend một đi. Vậy thì ở trên này mình mở cái nến nhỏ nữa, nó lại có một trend tăng tiếp nữa. Vậy thì mình phải nói mình hình dung một cái là trong cái tăng này thì nó còn có tăng nhỏ hơn, tăng nhỏ hơn lại trên tăng nhỏ hơn nữa. Vậy thì nếu mà giá từ điểm đây, ví dụ điểm này nó rơi xuống đây, thì đây các bạn gọi là tăng hay giảm? Nhiều người nói là giảm, nhiều người nói là tăng. Mình thấy mình nghĩ là cả hai đều là sao, nó là giảm trong cái nhỏ nhỏ này, còn nó là tăng trong quy trình dài.
Ừ, nếu so với đây thì nó cái giá đây vẫn là tăng mà đúng không? Chỉ nó chỉ giảm so với lại từ đoạn trên này thôi. Thì đây là một trên tăng. Các bạn lưu ý trên tăng các bạn đối chiếu các đáy với nhau. Đấy. Thì trong một trên tăng thì giá nó xuống càng ngày sẽ càng tăng hơn so với cái giá của chủ thời kỳ trước. Còn tiếp theo là trên downtrend, downtrend cái ngược lại thôi các bạn. Hình dung bạn đây một ví dụ hình dung rất là rõ rệt trong việc của cái downtrend. Từ cái điểm này các bạn hình dung một cái điểm này và nó sẽ liên tục giá nó sẽ giảm, bắt đầu có một chu trình giảm rất là dài. Nó dài xuống đây nó có liên tục là có bốn cái đỉnh nó chạm cái đường trend này và nó qua nối với nhau tại một đường thẳng. Cái đường thẳng cái đỉnh này các bạn lưu ý là nhé, có những cái bài buổi hôm sau mình sẽ vẽ ở trên tiếp cái trên view khi mà các bạn mình nó ok hơn. Bây giờ mình sẽ chỉ cái này thôi. Các bạn lưu ý là không phải lúc nào các bạn cũng sẽ vẽ từ những cái dâu nến này, bởi vì cái, theo lý thuyết ấy, thì chúng ta phải vẽ ở cái điểm cao nhất thì nó gọi là đỉnh đúng không? Nhưng mà trong crypto này mình nói luôn ấy là nếu mà vẽ ở đỉnh thì nhiều khi nó sẽ bị nhiễu và nhiều khi cái trend nó không đúng, bởi vì căn bản là cái thị trường crypto nó biến động rất là lớn và nó có nhiều cú flash cũng như là nhiều các cái bẫy, thành ra là những cái dâu nến đấy có nhiều lúc rất là cao và rất là phi lý, thành ra là mình không nên cứ xăm nhăm theo cái thuyết là phải vẽ từ cái đỉnh của cái dâu nến, mà chúng ta phải ước lượng cái vùng đấy là cái vùng ok không và ước lượng như nào. Thì ở cái buổi thực hành sau mình sẽ thực hành trực tiếp trên cái view mình vẽ trend vào thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Thì đây cái bài tổng kết với xuống trend thì các bạn nhìn thấy rõ không? Vậy thì đây là một cái trend uptrend đúng không? Cái đường xanh là một uptrend, đường xanh này cũng uptrend, tất cả cái đường xanh là uptrend, đường đỏ là đường downtrend. Vậy thì các bạn phải lưu ý nó đấy là lũy thất sóng đấy các bạn, là trong một cái quá trình lên này nó có lên, mình cứ đường nhỏ những đường nhỏ đấy nó cũng nằm cái downtrend đây nhưng mà mình không kể vào. Vậy thì trong quá trình uptrend lớn này nó có những cái downtrend nhỏ nhỏ trong này, thì các bạn phải hình dung là mình đang đứng ở đâu trong cái sóng lớn thì mình biết được, mình để mình có phương án để mình chơi. Thì tiếp theo những cái trend này thì các bạn phải luôn luôn phải mình thì mình luôn luôn kể trend ra, xác định nếu mà mình nhìn quen rồi thì mình không phải kể, nhưng mà nếu mà những ai mà chưa chơi được, các bạn chưa chơi quen cũng như chưa thích cái quen thì các bạn nên là mình khuyên các bạn nên là đầu tiên các bạn là phải trẻ kể trend vào để xem biết mình đang ở cái đoạn trend nào. Thì bởi vì khi mình biết mình đang ở cái down trend hay là mình đang ở up trend nào thì mình mới có cái phán đoán tương lai nó đang ở phá trend hay như nào đấy, thì các bạn sẽ phải vẽ vào thì biết được, nhìn rõ được. Chứ còn nếu mình nhìn quen thì mình không cần vẽ nữa, mình biết đang ở đoạn nào rồi. Thì những cái mẹo như là sau khi nó breakout thì nó sẽ có những cái điểm lặp lại, giống như là đây, ví dụ như là đây chẳng hạn. Ví dụ như mình ví dụ